Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, khi nhắc đến Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhiều người sẽ cảm thấy đau lòng vì dù là một vị lãnh đạo giữ chức vụ lớn nhưng ông đã rất vất vả để chăm sóc gia đình của mình. Bởi người vợ của ông đã không may mắc căn bệnh nan y, nửa nhớ nửa quên. Nhưng bù lại, Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại có một người con trai cực kỳ tài giỏi và có sự nghiệp cực khủng. Hơn nữa, con trai Thủ tướng lại lấy được một người vợ tài sắc vẹn toàn, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh sự nghiệp để lui về chăm sóc gia đình. Vậy con dâu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là ai? Còn điều gì bí mật đằng sau thân thế và sự nghiệp của chị vẫn chưa được báo chí tiết lộ? Quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Quý vị thân mến, chị Minh Châu, con dâu của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, được biết đến với những giải thưởng như giải nhất tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1985, tham dự Festival Quốc tế Học sinh Sinh viên lần thứ 12 năm 1985 tại Moscow, giải nhất bông cúc vàng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức năm 1990, Liên hoan âm nhạc dân tộc thế giới tổ chức ở đảo Hải Nam, Trung Quốc cùng năm. Tuy chưa bao giờ hướng tới việc trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng chính âm nhạc lại lựa chọn chị để đến với những thành công. Tiếng hát chị ngày càng bay cao, bay xa, tới những miền biên giới, hải đảo tổ quốc, xuống cả những hầm lò, đến với những bà con dân tộc chưa từng biết tới văn nghệ là gì. Với chị, đấy là những tháng ngày nhiệt huyết, đầy ắp tiếng cười bên những người bạn cùng chí hướng. Chỉ cần đọc thấy niềm vui của mọi người mỗi khi tiếng hát Mimosa cất lên trên đài, trên vô tuyến. Vì em yêu cuộc sống trên cao, có thông reo rì rào, vì em yêu dòng thác Cam Ly, yêu cuộc sống đang dâng trào, thì những khó khăn trên đường biểu diễn cũng tiêu tan. Sự mến mộ của khán giả trở thành động lực lớn để chị và những người bạn tiếp tục cất cao tiếng ca, cho dù điều này đồng nghĩa với việc cha mẹ và người thân không khỏi lo lắng khi những chuyến đi của con mình cứ dài thêm mãi. Đang lúc thành công nhất thì Minh Châu đột nhiên biến mất, để lại trong lòng người hâm mộ những dấu hỏi lớn. Người không biết đoán già đoán non, người biết vừa mừng lại vừa thấy tiếc nuối. Khi đó chị đã kết hôn. Cuộc hôn nhân của chị với con trai của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thiếu tướng Phạm Xuân Dương, có lẽ cũng là niềm mơ ước của bao người. Và sau khi kết hôn, chị chọn cho mình một cuộc sống ẩn mình, lặng lẽ, rời xa ánh đèn sân khấu để dành toàn tâm cho gia đình nhỏ. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị dường như không muốn nói tới như một gia đình nhà tướng, mà chỉ như một mái ấm bình thường, như bao mái ấm khác, có mẹ, cha và những đứa con ngoan. Trong nhà, chị cũng chỉ là một người mẹ, một người vợ, một nàng dâu vẫn hàng ngày chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của chồng con. Thậm chí chỉ nhận về mình điểm 4 trên thang điểm 10 về tiêu chuẩn của sự hoàn hảo. 2 năm sau khi tốt nghiệp K27 Đại học Tổng hợp Hà Nội, Minh Châu có thời gian hơn cho âm nhạc thì tên tuổi chị lại càng trở nên quen thuộc với báo đài, TV. Nhưng không vì thế mà chị mắc phải bệnh ngôi sao và vẫn đáng yêu, gần gũi trong mắt bạn bè, người thân. Trong một lần đến chơi nhà người chị vô tình gặp và quen với chàng sĩ quan quân đội có cái tên đặc biệt Sơn Dương. Vẻ hiền lành, điển trai và khá trầm tĩnh của anh đã thu hút chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chị biết đây sẽ là người đàn ông của cuộc đời mình. Mối tình sét đánh, yêu chỉ là vì yêu thôi, chứ nghề nghiệp hay xuất thân đâu có phải là thứ đảm bảo cho hạnh phúc cả đời. Khi biết được xuất thân của anh, chị cũng sốt, nhưng tình yêu và sự chân thành của anh kéo chị lại. Cuộc tình đẹp đánh dấu bằng một đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè cho cặp trai tài gái sắc. Hạnh phúc đến đồng nghĩa với những trách nhiệm mà chị bắt đầu phải gánh trên vai trong sự trông đợi kỳ vọng của rất nhiều người. Cuộc đời làm vợ, làm dâu rồi làm mẹ của chị không hoàn toàn dễ dàng như người ta nghĩ. Khi đứng trên sân khấu, chị là niềm ngưỡng mộ của bao người. Nhưng khi về gia đình chồng, cũng như bao người phụ nữ khác, chị phải gánh vác vai trò của một người làm dâu, làm vợ. Chị phải thay đổi nhiều về nếp sống, ứng xử bản thân cho phù hợp với gia đình. Không ai bắt buộc chị phải ngừng hát, mà chính bản thân chị xác định và lựa chọn. Sự yêu thương của chồng
sự trìu mến và chăm sóc của gia đình chồng là món quà lớn nhất mà cuộc đời dành cho chị. Khi đó có người hỏi, chị chỉ cười, tôi đã bao giờ ngừng hát đâu, không hát trên sân khấu nữa thì hát du con, hát cho bạn bè nghe. Trước kia hát cho nhiều người cảm xúc bao nhiêu, thì giờ đây cảm xúc cũng nguyên vẹn bấy nhiêu, có điều nó cô đọng lại, chỉ dành cho số ít mà thôi. Gặp Minh Châu trong một quán cà phê Hà Thành ngày xuân, thấy chị đằm thắm và dịu dàng, vẻ đẹp của một người phụ nữ đã bước vào độ chín của tuổi đời và viên mãn trong hạnh phúc gia đình. Minh Châu đem ảnh các con ra khoe, không giấu nổi niềm tự hào. Cô bé Quốc Hương vừa tròn 14 tuổi, đang học lớp 9, thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ. Gương mặt trái xoan, nước da trắng ngần và đôi mắt mở to trong sáng. Cậu cả Quốc Hoa năm nay cũng bước vào lớp 11, cao tới 1m81, có nụ cười lấp lánh như cha. Cũng như mẹ ngày xưa, cả con trai và con gái chị đều là những hạt giống trong các phong trào ở trường lớp. Không như những người mẹ khác bao bọc và cưng nựng các con từng chút một, Minh Châu ngược lại, chị buộc các con mình phải có những suy nghĩ và quyết định độc lập. Cuộc đời các con để các con tự quyết, còn cha mẹ chỉ cố gắng tạo những điều kiện cơ bản tốt nhất làm hành trang khi các con bước vào đời. Chị cũng không tạo nên những áp lực cho các con khi nghĩ mình được sinh ra trong một gia đình đặc biệt. Trẻ con thì nên để cho chúng được sống tự nhiên như những gì chúng muốn. Cha mẹ chỉ theo dõi và hướng tới mà thôi. Với chị, Sơn Dương là một người chồng thực sự đáng kính. Khi ra ngoài anh là tướng, nhưng khi về nhà, anh lại là người chồng hết lòng chăm lo và chiều chuộng vợ. Gia đình, hai đứa con xinh xắn ngoan ngoãn là gia tài lớn nhất mà chị đang cố gắng giữ gìn và vun đắp. Nhìn niềm vui của chị, chúng tôi hiểu được cái giá của sự lựa chọn, đánh đổi giữa sự nghiệp, danh tiếng và hạnh phúc gia đình. Với Minh Châu, sự lựa chọn ấy lại là một trong vô số những điều hiển nhiên ở đời. Dù là nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học hay bất kỳ ở một ngành nghề nào khác, thì cái đích hướng tới của một người phụ nữ không phải là sự hào hoa bên ngoài, mà là một gia đình êm ấm, hạnh phúc cho riêng mình. Được sinh ra những đứa con cho người đàn ông mà mình yêu thương, được nuôi dạy các con khôn lớn lên từng ngày. Từng gắn bó với ánh đèn sân khấu, không phải một sớm một chiều, từng nhận được bao lời tán dương, bao ánh mắt ngưỡng mộ của người đời, để rồi rút về làm một người phụ nữ của gia đình. Minh Châu chưa từng phải hối hận vì những quyết định của mình. Bởi lẽ, chị luôn xác định được con đường mà mình phải đi, điều gì chỉ là hư ảo trong mỗi con người. Tự nhận gia đình mình không phải là một gia đình kiểu mẫu để mọi người noi theo, nhưng trong chừng mực thì sự hài hòa là bí quyết để giữ được sự ấm áp đối với mỗi thành viên. Chị quan niệm mỗi một gia đình, mỗi một tình yêu đều là một câu chuyện xuyên suốt mà mọi thành viên đều phải hướng vào. Người mẹ, người phụ nữ phải đóng vai trò như một gốc cây, để từ cái gốc đó, những tán, cành có thể vươn lên một cách vững chắc. Cái gốc có vững thì tán, cành mới không bị ngả nghiêng. Chăm con, hát xu, lau dọn, quét nhà, giặt giũ, những công việc xưa nay vẫn thường gắn với phụ nữ cũng không phải là điều quan trọng nhất. Điều quyết định vẫn là ở chính bản thân họ biết mình cần gì và muốn gì. Cảm ơn cuộc đời vì đã có phần yêu ái dành cho mình. Chị tủm tỉm cười, dù xét theo tiêu chuẩn phụ nữ xưa hay nay thì mình cũng chỉ được 4 điểm trên thang điểm 10. Nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa, chị không có gì xuất sắc. Nhưng bù lại, chị được chồng rất yêu nên chưa bao giờ phải nghĩ ngợi quá nhiều về sự hoàn hảo của một người vợ, người mẹ. Ca hát và gia đình, với Minh Châu cả hai đều quan trọng. Nhưng để đam mê và có thể đánh đổi được thì gia đình phải đặt lên trên hết. Còn Thủ tướng Phạm Văn Đồng có một người con trai duy nhất là Thiếu tướng Phạm Sơn Dương. Đó là kết quả của tình yêu giữa ông và bà Phạm Thị Cúc. Con trai ông bà ra đời đã sớm chịu nhiều thiệt thòi khi không có được sự chăm sóc đầy đủ của mẹ. Vì bận bịu công việc của đất nước nên khi đó Thủ tướng Phạm Văn Đồng phải nhờ thầy giáo Vũ Linh, em vợ của nhà thơ Việt Phương, vào sống cùng tại Phủ Chủ tịch để vừa lo việc dạy dỗ, bảo ban, vừa lo việc học cho Phạm Sơn Dương. Tuy công việc bận bịu, nhưng Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn cố gắng dành thời gian cho con trai vào những bữa ăn.
nhà thơ Việt Phương kể, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tuy yêu thương con trai nhưng cũng rất nghiêm khắc với con. Khi Phạm Sơn Dương học tiểu học, có lần vì mâu thuẫn, Phạm Sơn Dương đã đánh nhau với một cậu bạn học là con của một người sửa xe ở đầu phố. Cậu bạn học đó cao to hơn Phạm Sơn Dương, nên kết quả là Phạm Sơn Dương bị đánh đau đớn, khắp người xây xước. Khi con trai đi học về, nghe con trai kể lại sự tình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng liền cho người đến truyền lời xin lỗi của ông tới gia đình người thợ sửa xe đó. Người thợ sửa xe đã vô cùng sững sờ và cảm động khi biết con trai mình đánh nhau với con trai của Thủ tướng mà lại nhận được lời xin lỗi từ Thủ tướng. Hôm đó, người thợ sửa xe cảm động nói, con trai tôi to con hơn, nó có bị sao đâu, chỉ có con trai của Thủ tướng là bị đau. Tôi không ngờ Thủ tướng lại xin lỗi chúng tôi như thế. Tuy là con trai của Thủ tướng, nhưng Phạm Sơn Dương sớm được cha mình dạy cho tính khiêm tốn. Phạm Sơn Dương hiền lành, ít nói và rất gắn bó với gia đình bên ngoại. Những người trong gia đình bên ngoại cũng vốn có tính cách khiêm tốn. Được sự dạy dỗ của cha và các cậu, các dì bên ngoại, nên Phạm Sơn Dương rất hiền lành, ít nói. Tôi chưa bao giờ thấy Phạm Sơn Dương cậy thế cha mình là Thủ tướng mà lên mặt với người khác. Lúc sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người ăn uống rất giản dị, nên con trai ông cũng quen với nếp sinh hoạt giản dị như thế từ bé. Tôi còn nhớ, hồi đó, nhà bếp thường nấu gạo ngon cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ăn vì ưu tiên ông bị bệnh dạ dày. Phạm Sơn Dương ăn cùng cha nên đương nhiên được hưởng chế độ đó. Nhưng Dương không hề thích ăn loại gạo ngon này. Cứ mỗi lần đến bữa ăn, Phạm Sơn Dương lại mang bát cơm của mình ra đổi lấy nắm cơm của mấy anh lính bảo vệ. Cơm của lính thì nấu bằng gạo thường, ăn không ngon, nhưng Phạm Sơn Dương lại ăn rất ngon lành. Là con trai của Thủ tướng đương nhiệm khi đó, nên khi bước vào tuổi trưởng thành, Phạm Sơn Dương nhận được không ít lời đề nghị cấp học bổng của các nước bạn. Nhưng Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ chối tất cả những lời đề nghị đó. Ông không muốn con trai mình hưởng đặc quyền đặc lợi mà yêu cầu con trai mình phải tự rèn luyện bản thân. Vì thế, thay vì cho con đi học nước ngoài, ông quyết định cho con vào quân đội. Quãng thời gian đi học, Phạm Sơn Dương được đối xử như một học sinh bình thường chứ không phải con trai của Thủ tướng. Vì công việc bận rộn nên khi đó Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng rất ít khi có thời gian lên thăm con. Ông thường nhờ cấp dưới lên thăm và động viên con trai học hành. Khi có thời gian rảnh rỗi hay khi tiện việc đi công tác, ông qua thăm con trai ở trường. Nhưng lần viếng thăm nào của ông cũng rất kín đáo, không hề rình rang, nên hiếm ai biết có Thủ tướng ghé qua. Hiểu tính cách của cha mình nên sau này Phạm Sơn Dương cũng sống rất khiêm tốn. Quý vị thân mến, khi đi sơ tán hay đi làm việc, không bao giờ Phạm Sơn Dương nói mình là con của Thủ tướng để tránh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ mọi người. Trước khi qua đời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dặn dò con trai duy nhất của mình. Bà không có tài sản gì để lại cho con, bà chỉ để lại cho một sự nghiệp để tiếp tục. Bà yêu cầu con chăm sóc má con, chăm lo dạy bảo các con của con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học giỏi, trở thành người có ích cho xã hội, cho đất nước, xứng đáng là sĩ quan của quân đội ta. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!